trọn trong nỗi nhớ. Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác một mẫu sản phẩm. Cái này này trước em có giới thiệu rồi, hôm nay tiếp tục giới thiệu nữa thì tiện đây là bóc ra test thử luôn và làm video clip luôn. Cố gắng trong đêm nay đấy để gửi cho một bác khách hàng có tên như thế các bác. Có tên ở dưới phần mô tả rồi. Đấy thì bây giờ là nguyên kiện nguyên hộp. Em đi từ trên công ty Tân Việt Group ở trên Hà Nội về đến nhà. Nhưng mà trước khi đi về đến nhà thì lại đi qua cái chỗ gọi là bún chả Hưng Niên. Đấy, vào đấy ăn. Đấy. Đó, bây giờ mời các bác xem qua bún chả Hưng Niên nhá. Đây là bún chả Hưng Niên và em đã được ăn ở đây. Các bác nào đến Hà Nội mà chưa được ăn tại đây thì vào ăn nhá. Rồi ok, tôi bây giờ đi về đấy. Mệt quá rồi, muộn quá rồi. Phố Lê Văn Hữu rồi. Bún chả Hưng Niên, khi đến Hà Nội các bác nhớ ghé qua bún chả Hưng Niên. Tôi giờ ăn đã xong là tí nữa đi về và tiếp cho các bác xem nha. Và các bác thấy thế nào? Hay không? Đây địa chỉ chỗ Hai Bà Trưng gì đó đó. Gì là còn đó đó. Rồi, đây rồi bây giờ. Bóc này ra để cho các bác xem nè. Cái cục trầm này nó có cái gì bên trong cái thùng này. Đấy. Cái thùng trầm này. Rồi đây, bây giờ sẽ bóc ra. Nó mang dính vậy. Các bác thông cảm nha, do ánh sáng hơi chập chờn tí. Ánh sáng đây là em dùng cái đèn chiếu sáng mà cái loại tầm trung mua cũ, tiếc tiền mua cũ. À hết tiền thì mua cũ, tiếc đồ thì mua rẻ. Đấy, thế là mua về nó dùng được thời gian khá lâu, sau bắt đầu là đèn nó nháy nhằng hết cả lên. Đấy thì đây là nguyên cái thùng nguyên cái kiện này. Thì sẽ mổ xẻ ra nha các bác nhé. Đấy thì nguyên cả cái túi bóng ni lông này. Đấy là như thế, bây giờ em sẽ bóc ra này. Đầu tiên là sẽ bóc cạnh trước này. Đấy. Bóc cạnh trước này. Đây là bóc cạnh ra xong là kiểm tra xem là bên trong nó như thế nào đó. Xong bắt đầu này. Test thử ok cho các bác. Cảm thấy ok chưa? Các bác đặt hàng như này trực tiếp đấy. Chứ còn như thế nào mà gửi luôn cho các bác cũng bình thường thôi. Nhưng đây là theo yêu cầu của bác chủ. Thì là ngày mai em bắt đầu mới gửi hàng cho các bác được. Đấy. Thì là thôi tranh thủ đêm về quay clip. Quay clip nên giao lưu các bác về một mẫu sản phẩm loa siêu trầm mang thương hiệu là T-Blood. Cái gì nhỉ? SV-M12W đúng không? Chắc thấy thì phải. Rồi đây là nguyên kiện nguyên hộp luôn nhá. Đấy, bây giờ bắt đầu mới bóc. Đấy, nó như thế. À. Rồi. Nhưng mà lần mở ra thì là nó phải có bốn cái miếng bìa này. Mở ra tứ phía đấy thì bên trong của nó là một cái mút đúng không ạ? À không phải cái xốp này xốp vỡ. Đấy bấm cái thanh tách ấy. Đấy. Cái này nhiều các bác là rất là thích này. Đấy. Mua về là chỉ thích cái này xong rồi mở ra bóp. Cái này chắc là đèn nhiều nó đỏ hết rồi. Rồi. Tôi tiết kiệm thời gian này bây giờ em sẽ dỡ luôn ra cho các bác xem là bên trong nó có những cái gì các bác nha. Đây là sau khi mở ra các bác nha. Đấy, có mì bưng xốp bên trong này. Đấy. Rồi đây, mở hết ra rồi các bác. Đây là cái mặt form nó này. Gồm có một tem logo nhận diện thương hiệu của hãng Tân Việt. À, công ty Tân Việt, quên. Hãng là T-Blood đấy. TPL-USV này, đấy. Tem chính hãng này, tem logo nhận diện thương hiệu độc quyền tại Việt Nam là Tân Việt đấy. Rồi
thì blur đấy. Ở cái mặt lưới này thì tí tôi không mở ra nữa, mở ra nhiều các bác copy. Thì đây, ở đây là một cái thùng loa siêu trầm mang thương hiệu là T-Blood đấy, thì em quay luôn trong đêm đây thì ánh sáng nó không được tốt lắm, bởi vì ngày mai là bắt đầu là sáng dậy đóng gói cục này xong rồi đi gửi xe cho các bác, xong bắt đầu là đi ăn cỗ luôn đấy. Cỗ bàn đây của hãng T-Blood này, phụ xuất này đấy, rắc nguồn này, rắc loa này, volume vặn tín hiệu này, input này. Cái này hỗ trợ hai cửa input nha các bác nhé. Một là input bằng jack cà phê. Hai là input bằng hick never input. Đây. Nó có công tăng điều khiển cửa vào này. Đấy, và các cái chế độ nó hay này. Đây là về auto này. Đấy, motor là tắt tiếng và manoner. Các bác thường về là cứ để như này. Đấy, không nên về auto. Auto lắm khi là nhạc nó bẹt quá nó chẳng hoạt động. Thì cứ gạt về manoner. Đấy, rồi. Thì các bác về có thể là sử dụng hai chế độ như sau. Một là input bằng SVK, đây nó ghi là SVK này. Đấy, và hai là N và R. Thì nó ghi vào đây N R này. Thích là về input, đấy, nó ghi đây này, đấy. Rồi thì các bác là về thích cửa nào thì chọn vào cắm vào cửa ý. Rồi không tinh thuyên nữa, bây giờ em nắp cái này vào xong bắt đầu là test thử cho các bác xem nhé. Xem là cái chất lượng của nó êm như thế nào, hay như thế nào. Và tại sao loại này nó được đánh giá được biên. Cái này được bên em đánh giá là cực kỳ cao nhé, cực kỳ cao, mà giá lại rất là tốt thôi. Hiện tại cục này em đang bán với mức giá là 4.800.000, giá cố định, giá không khuyến mại đấy. Còn 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là khuyến mại cho các bác luôn, tiện cái báo giá luôn cho các bác là 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 báo giá cho các bác là chỉ có 4 triệu thôi. Rẻ chưa, 4 triệu thôi. Thế thôi, ăn được có mấy trăm thôi đấy. Rồi các bác các bác nghe thấy không, gần triệu bạc. Khuyến mại khủng như thế, ông nào khuyến mại bằng. Rồi các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé. Giá cũ là 4.8 triệu, giá khuyến mại cho các bác 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, áp dụng từ ngày đến ngày đấy các bác. Rồi ok, bây giờ nắp thử vào các bác nghe nhá. Ở đây bây giờ đêm rồi, bắt đầu mới test trầm cho các bác được đây. Trầm này đấy. Cho em nặng lớn này tí nha. Okay, bỏ mấy này ra cho đỡ dùng ạ. Cứ để đây lên trên này nó dùng nó tiêu quá các bác. Mấy không dây mà mấy không dây sao tốt nha. Mic tay mic thôi, tay mic này để trong đây thôi. Đỡ chạy đi chơi, để kia dùng mọi quán họ nhảy đi chơi thì rất việt. Đây còn mỗi bàn phím này, điều khiển nha. Em ơi em như con người kia mãi
lên để như sóng nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Đây, các bạn thấy luôn rồi, ánh sáng hơi đuối cái. Đây là vang số này của suất sau tốp này. Con này thì rất là khỏe, tức là một kênh của con vang đến công suất này là có thể đánh được một cặp bát hay năm. Như thế này căng đét căng thoải mái, đánh noi cả loa ra ngoài là chuyện bình thường. Đấy, công suất là 500W một kênh nên là thừa sức mà đánh tải 8 ôm, 4 ôm lên tận 4 ôm lên tận gần 900W một kênh. Đấy, con này rất là khỏe. Đây thì hiện tại này em đang thí nghiệm luôn cho bác. Đấy, bây giờ sẽ cho tôm âm nữa lên này. Đây đang thí nghiệm luôn cho bác là em sử dụng một kênh, đánh một kênh luôn và đánh thử với công suất khá lớn các bạn. Nên là rất là khỏe. Đấy, bên trong là cái linh kiện là mát máy này. Đấy. Ở đấy rất là mát, từ nãy giờ chưa biết nóng là gì.